Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết các quan chức cao cấp của nước này đã nhất trí trong một cuộc thảo luận đầy xúc động rằng Kiev cần sản xuất vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn. Theo ông Zelensky, sản xuất đạn dược là trọng tâm cuộc họp với các quan chức này, bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng cùng các chỉ huy quân đội hàng đầu. Nhà lãnh đạo phát biểu qua video rằng chúng tôi đã thảo luận rất chi tiết, thậm chí đầy xúc động về vấn đề sản xuất thiết bị bay không người lái UAV và cung cấp loại vũ khí này cho tất cả các thành phần trong lực lượng quốc phòng và an ninh. Chúng tôi cũng đã thảo luận việc sản xuất tên lửa, hệ thống tác chiến điện tử và hợp tác với các đối tác. Điều quan trọng nhất không chỉ là có hợp đồng và tài trợ mà còn là tốc độ sản xuất và nguồn cung trên thực tế. Trong khi đó, kênh truyền hình CNN cho biết Mỹ có kế hoạch chuyển cho Ukraine một gói viện trợ quân sự mới nhưng việc giao lô hàng này có thể bị trì hoãn. Trước đó, hai quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, phá vỡ xu hướng kéo dài nhiều tháng qua là viện trợ các gói nhỏ hơn cho Kiev để phục vụ các hoạt động quân sự chống Nga. Gói viện trợ mới này được thông báo vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột khi Nga tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông tới. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này dự kiến được công bố vào tuần tới, bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa, rocket cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, phụ tung thay thế cùng các loại vũ khí khác. Chủng loại vũ khí và quy mô gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới, trước khi được Tổng thống Mỹ ký phê duyệt. Trong khi đó, cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga tới nay đã kéo dài một tháng rưỡi và nhận được nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ phương Tây. Tuy nhiên, việc Ukraine đến nay vẫn còn kiểm soát được một phần lãnh thổ ở đây là do chiến thuật lấy ít địch nhiều của nước này. Đặc trưng nổi bật trong lối đánh của Ukraine ở Kursk là phục kích, tập kích chính xác, sử dụng các nhóm nhỏ theo lối tác chiến bất đối xứng, tập trung đánh phá cầu đường. Chiến thuật này cho phép Ukraine quấy rối các tuyến tiếp tế của Nga. Đặc nhiệm Ukraine đóng vai trò then chốt trong chiến dịch Kursk. Những đơn vị tình nguyện này được huấn luyện về tác chiến đặc biệt đã tỏ ra thành thạo về kỹ năng tốc chiến, thu thập thông tin tình báo và gây bất ổn định cho phòng tuyến Nga. Thành công của những đơn vị này trong phục kích các đoàn xe Nga, phá hủy các đoàn tiếp tế của đối phương và xóa sổ các kho dầu, kho đạn của Nga đã góp phần giúp Ukraine giữ chặt đáng kể lãnh thổ vừa chiếm được bất chấp các nỗ lực của Nga nhằm tái chiến các địa điểm trọng yếu. Tình báo Ukraine cũng đã nhận diện được những mục tiêu có giá trị cao của đối phương, giúp lực lượng Ukraine tấn công chính xác với hiệu suất cao. Chiến dịch Kursk có nhiều mục đích, trong đó có hai mục tiêu chính, trực tiếp làm suy giảm năng lực quân sự của Nga và tác động tâm lý lên cả quân và dân Nga. Khoảng 15.000 dân thường Nga đã di tản khỏi Kursk và Ukraine nhanh chóng lấp vào chỗ trống bằng việc thiết lập sự kiểm soát hành chính đối với một số thị trấn trong tỉnh, chứng minh ý đồ của Ukraine muốn hiện diện lâu dài tại Kursk. Cách đây ít hôm, một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã làm nổ tung thành nhiều mảnh pháo phản lực M270 do Ukraine triển khai gần biên giới với khu vực Kursk. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố các video này. Video do quân đội Nga công bố cũng cho thấy máy bay không người lái UAV nước này dùng cảm biến ảnh nhiệt để tìm kiếm và theo dõi các mục tiêu Ukraine. Sau khi các mục tiêu đã được quân đội Ukraine giấu trong các vạt rừng, Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng trong hai cuộc tấn công, nhiều khả năng quân đội Nga đã dùng UAV tầm trung Orion phóng tên lửa dẫn đường bằng laser KHBPLA. Mặc dù các loại UAV tầm trung như Orion hay Bayraktar TB2 của Ukraine từng được cả hai bên sử dụng rộng rãi vào đầu cuộc xung đột, sau đó chúng không còn được trọng dụng khi cả Moscow và Kiev đã bao phủ chặt chẽ tiền tuyến bằng nhiều hệ thống cảnh báo sớm và phòng không hiệu quả. Tuy nhiên, các UAV Orion dường như đã được Nga tái sử dụng vào vùng Kursk để tích cực tham gia chống lại cuộc tấn công của Ukraine tại đây. Lý do là bởi Ukraine đã lựa chọn việc tập kích bất ngờ vào Kursk và điều này khiến họ không thể chuẩn bị công tác phòng không kỹ lưỡng. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để loại UAV này phát huy được nhiều thế mạnh của mình. Orion là UAV tầm trung, có khả năng hoạt động trong thời gian dài, trọng lượng cất cánh tối đa là 1 tấn và tải trọng mang theo khoảng 200 kg. Nó có khả năng mang nhiều loại vũ khí do có cấu trúc mở để điều chỉnh mong muốn của người sử dụng. Theo tiết lộ từ giám đốc điều hành Kronstadt, công ty phát triển máy bay không người lái UAV Orion của Nga, ông Sergei Bogatikov cho biết loại drone này cũng có khả năng trinh sát cực kỳ hiệu quả và bền bỉ với những thời tiết khắc nghiệt. Ông nói, Orion là một trong những máy bay không người lái đáng tin cậy nhất trong số những UAV cùng loại. Nó có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ từ âm 50 độ C đến 50 độ C, thậm chí có thể bay thời gian ngắn trong điều kiện đóng băng nhờ vào hệ thống chống đóng băng đặc trưng do Kronstadt phát triển. Orion có khả năng hoạt động trong những điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất, từ sa mạc khô nóng tới các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt hay bắc cực và nam cực băng giá. Cách đây không lâu, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine, ông Kirill Budanov thừa nhận Telegram là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Ukraine, thường được cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để liên lạc tại các khu vực do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, ông không ngần ngại cho biết Telegram có nhiều nội dung độc hại và là mối đe dọa an ninh quốc gia. Và trong thông báo mới nhất, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine quyết định hạn chế sử dụng Telegram tại các cơ quan chính phủ, đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng quan trọng. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nhấn mạnh rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia. Cơ quan này cho biết, quy định trên không áp dụng với các nhân viên cần sử dụng Telegram do nhu cầu công việc, khi nền tảng vẫn là kênh liên lạc quan trọng của quân đội và giới chức Ukraine. Ngoài ra, ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Phòng chống tin sai lệch của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cũng xác nhận hạn chế chỉ có hiệu lực với thiết bị của chính phủ, không áp dụng với điện thoại cá nhân. Lệnh cấm được ban hành sau khi ông Budanov nộp lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine NSDC bằng chứng Nga có khả năng do thám thông qua Telegram. Theo NSDC, bằng chứng của ông Budanov cho thấy lực lượng Nga có thể truy cập được tin nhắn trên nền tảng, trong đó có cả tin nhắn đã bị xóa, cũng như dữ liệu cá nhân của người dùng. Một số quan chức an ninh Ukraine cũng cho biết Nga có thể sử dụng Telegram để phát tán phần mềm độc hại và lừa đảo, xác định vị trí người dùng và chỉ thị mục tiêu tập kích tên lửa. Telegram có trụ sở tại Dubai và do Pavel Durov, người sinh ra ở Nga thành lập. Hồi cuối tháng 8, CEO của Telegram đã bất ngờ bị bắt khi hạ cánh xuống sân bay Le Bourget ở Paris, thủ đô nước Pháp. Sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vụ bắt giữ ông Pavel Durov, giám đốc điều hành của ứng dụng nhắn tin Telegram tại Pháp, không phải là một động thái chính trị mà nằm trong khuôn khổ của một cuộc điều tra độc lập. Theo công tố viên Laurie Becour, thông báo các thẩm phán điều tra tại tòa án Paris đã quyết định truy tố CEO Telegram Pavel Durov vì những cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức bao gồm đồng lõa trong việc quản lý nền tảng trực tuyến, cho phép thực hiện giao dịch bất hợp pháp, buôn bán ma túy, lừa đảo, từ chối chia sẻ thông tin theo yêu cầu của giới chức, rửa tiền, cung cấp dịch vụ mã hóa cho tội phạm. Hiện tại, ông Durov đang được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 5 triệu euro. Tuy nhiên, ông cũng chịu hình thức giám sát tư pháp, bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và phải trình diện tại đồn cảnh sát 2 lần mỗi tuần. Một số blogger quân sự Nga cho rằng đây là một phần trong cuộc chiến chống Moscow của phương Tây do Telegram là phương tiện liên lạc chính của binh sĩ nước này trong xung đột với Ukraine. Họ cho rằng tình báo phương Tây có thể khai thác được nhiều dữ liệu nhạy cảm của quân đội Nga nếu lấy được chìa khóa giải mã tin nhắn Telegram từ ông Durov. Dù vậy, ông Durov từng tuyên bố đã bị một số chính phủ gây sức ép, song ứng dụng Telegram vẫn sẽ tiếp tục là nền tảng trung lập, không tham gia vấn đề địa chính trị. Vừa qua, một tình huống đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra với lực lượng vũ trang Ukraine Cụ thể, quân đội Nga có thể đã giành được quyền truy cập vào các hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật của Ukraine, bao gồm Krapiva và Virit Tablet. Nguồn tin từ Kiev cho biết, gần đây, nhiều mục tiêu giả không thực sự tồn tại đã xuất hiện trong những tổ hợp này. Các nhà phân tích Ukraine cho rằng, phía Nga đã giành được quyền truy cập vào phần mềm này và đang cố tình làm xáo trộn chiến trường nhằm gây nhầm lẫn cho đối phương. Hệ thống điều khiển chiến đấu cấp độ chiến thuật Krapiva là phần mềm tạo bản đồ tình huống, kết hợp với một vài thiết bị và công cụ. Nó là một tổ hợp phần cứng và phần mềm để thu thập, phân tích và xử lý những thông tin khác nhau cho các đơn vị trinh sát của lực lượng mặt đất Ukraine. Trong khi đó, hệ thống virus tablet được không quân Ukraine sử dụng. Nó cung cấp dữ liệu thời gian thực về tình hình trên không, thông tin từ các radar chiến đấu của hệ thống phòng không, lực lượng kỹ thuật vô tuyến và tháp điều khiển sẽ được đưa đến đó. Nhờ hệ thống này, các tổ lái tiêm kích và kíp chắc thủ tên lửa phòng không nhanh chóng nhận được loại mục tiêu, lộ trình và độ cao bay của đối tượng. Đồng thời, các hệ thống phòng không với tên lửa vác vai Manpass sẽ xác định góc phương vị mong muốn và chờ mục tiêu đi vào tầm bắn. Họ vẫn vô hình trước đối phương gần như cho đến lúc khai hỏa. Tuy nhiên, trong trường hợp rất xấu cho Ukraine, nếu Nga hách thành công vào hệ thống tác chiến điện tử này, buộc lực lượng phòng không Ukraine và một số đơn vị khác phải hoạt động tích cực và rồi lộ diện đây sẽ là điểm yếu chí tử để tên lửa và các loại vũ khí tầm xa của quân đội Nga tấn công vào, gây ra thiệt hại khó mà tưởng tượng được cho Kiev. Thời gian gần đây, Nga đang liên tục tăng cường không kích Ukraine bằng tên lửa và các thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh chưa thể xin được sự đồng ý của phương Tây về việc sử dụng các loại tên lửa được viện trợ để đáp trả, Ukraine sẽ rơi vào thế rất khó, đặc biệt là khi hệ thống chỉ huy trên không bị Nga làm tê liệt. Hồi tháng 8, một sĩ quan Nga có mật danh Gambit đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng nếu họ hoạt động gần tiền tuyến. Lực lượng Nga đã rất thành thạo khả năng khai thác hệ thống liên lạc vệ tinh Iridium. Hệ thống này thường được các quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Khi thiết bị liên lạc phát hiện ra tín hiệu, thường chỉ mất một hoặc hai phút để xác định tọa độ sau đó các tọa độ này được chuyển tiếp đến các cơ quan chuyên trách để đưa ra quyết định hành động. Thông thường sẽ có các cuộc tấn công nhắm vào những tọa độ như vậy. Các chuyên gia phương Tây tiết lộ rằng lực lượng đặc nhiệm GRU của Nga đã tiến hành các hoạt động tác chiến trên không gian mạng nhằm vào Ukraine. Quay trở lại năm 2014, GRU đã tấn công mạng vào Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine và trong hai năm 2015-2016, họ cũng đã nhắm mục tiêu vào mạng lưới điện của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện đáng kể ở một số khu vực của quốc gia này. Một sự cố đáng chú ý xảy ra ngay sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine. Vào tháng 3 năm 2022, các quan chức Mỹ tiết lộ, các nhà phân tích tình báo của họ xác định được tin tặc quân sự Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mạng vào các dịch vụ băng thông vệ tinh. Sự kiện này đã làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống liên lạc quân sự của Ukraine